hiện tại các bạn là Phúc đang đứng tại số 551 đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đó các bạn ha. Lâu lắm rồi mình mới có dịp ăn một cái tô mì Quảng mà ngon vậy. Chào các bạn, thì hôm nay Phúc đang có mặt tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam các bạn. Thì hiện tại các bạn là Phúc đang đứng tại số 551 đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đó các bạn ha. Thì hôm nay là Phúc sẽ dắt cho các bạn đi ăn quán mì Quảng Thanh Hà. Đây là một cái địa chỉ bán mì Quảng ngon mà bạn của Phúc tại thành phố Tam Kỳ giới thiệu cho Phúc hai các bạn ha. Thì sau khi mà Phúc ăn mì Quảng ở đây xong, Phúc sẽ đi về khách sạn. Được anh đi Huế, được anh đi Huế đi với Huế. Đúng rồi, Huế rồi. Anh chở xong ra xong đi về. Xin chào các bạn nha, thì hôm nay Phúc đang ngồi tại quán mì Quảng Thanh Hà các bạn. Thì quán mì Quảng Thanh Hà nằm ở địa chỉ số 551 Trần Cao Vân, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đó, thì cái đó là địa chỉ nha. Thì ngay trước mặt mình đó các bạn là một cái tô mì Quảng đặc biệt. Ở đây các bạn là họ sẽ bán hai loại giá, một loại là 30.000. Còn một loại đặc biệt á là đầy đủ luôn. Một phần như vậy á, maximum ở đây nó chỉ có 35.000 thôi các bạn. Một tô như vậy á là mình sẽ thấy có hai con tép nè, có thịt heo nè. Rồi. Cái này là thịt gì ta? Xa xíu hả? Thịt nhiều lắm. Ngon quá trời. Ở bên trong này các bạn là mình thấy có họ có bỏ bánh phồng nữa nè các bạn. Bánh phồng là riêng nha. Rồi họ có bỏ một ít đậu phộng nữa nè. Ngoài ra thì ở đây mình thấy còn có bánh tráng nè các bạn. Thì ở đây họ gọi là bánh tráng nè các bạn. Sẽ bỏ vô. Thì cái món này là mình sẽ ăn với lại bánh tráng nè, rau nè. Ngon lắm. Một tô như vậy 35.000 nhưng mà rất là to. To khủng khiếp luôn. Không tin ở khủng khiếp đâu. Này, các bạn có thấy cái cọc mì Quảng không? Cái cọc mì Quảng ở đây các bạn là nó họ làm cái cọc nhỏ. Nhưng mà cọc mì Quảng đang thấy chắc giống như cắt bằng máy vậy hả? Cái này bằng tay rồi. Nè. Sợ to sợ nhỏ nè. Vậy hả? À thấy rồi. Mì Quảng đây như là anh thấy có mùi cà ri đúng không? Mùi cà ri. Có mùi cà ri. Là mì Quảng cuốn chim. Không. Nó nấu bằng gì em không biết. Nhưng mà nó là món cái vị này, vị nào mì Quảng cuốn chim. Thì nước gần giống như mì Quảng. Và ủa, ngon quá. Ngon nhiều quá, đi chung luôn. Nói lại nha các bạn. Phúc nói lại nha là Phúc đang ăn mì Quảng ở quán mì Quảng Thanh Hà tại thành phố Tam Kỳ. Tối nay là Phúc sẽ có một đêm ngủ ở lại thành phố Tam Kỳ nha các bạn. Thì trước khi mà Phúc về khách sạn á là Phúc sẽ ghé mì Quảng Thanh Hà Phúc ăn. Nó nằm ở tại số như nãy Phúc nói là số 551 đường Trần Cao Vân. Ở đây thì nó cũng không phải nằm ngay giữa ngay trung tâm mà nó cũng hơi kiểu ven ven vậy các bạn. Nhưng mà đi cũng lẹ lắm, đi khoảng 5 phút rồi tới thôi. Mình thích ăn mì Quảng lắm. Mà mì Quảng ở ngay Tam Kỳ này các bạn, lần nào tới là Phúc cũng ghé mì Quảng Tam Kỳ á. Hồi nãy là Phúc ghé một cái quán khác, nhưng mà cái quán đó đóng cửa rồi. Ủa cái vị này ngon quá luôn. Giống giống như vị con quả cuốn chim thôi. Vị quả cuốn chim. Cuốn chim. Cuốn chim nè. Chim kia. Nhưng mà cái đó là ở đâu? Gần đây không? Ở đây nè, đây gọi là cuốn chim nè. Bên trong mình thấy có thịt nữa nè các bạn.
trong cái tô mì Quảng này các bạn, thì Phúc thấy cái vị của nó hơi ngọt ngọt, ngon lắm. Trong đó mình thấy nó giống như nó có một chút nhỏ cái mùi của cuốn ngũ vị hương đó các bạn. Mình nghĩ là nếu mà người miền Tây, những người ăn lần đầu tiên ăn cũng rất là được, ăn ngon. Mình bỏ thêm bánh tráng vô nè. Cái quán này thì mình được một người bạn giới thiệu. Sau khi mà mình đi loanh quanh thành phố, rồi cuối cùng là mấy quán kia đóng cửa, cái bạn mình nó mới chỉ lại đây. Quán này giá rất là bình dân, một phần mì Quảng như vậy các bạn chỉ có giá là 30 ngàn thôi. Lâu lắm rồi mình mới có dịp ăn một cái tô mì Quảng mà ngon vậy.